Bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu câu lệnh if else. Trong bài này chúng ta sẽ viết chương trình nhập vào điểm 1 sinh viên. Nếu sinh viên này điểm lớn hơn 5 thì chúng ta sẽ in ra đạt, và nếu điểm nhỏ hơn 5 thì chúng ta in ra là không đạt. Thì như bài học hôm trước thì chúng ta đã viết một chương trình in ra đạt và không đạt. Ở đây chúng ta sẽ viết hai câu lệnh if. Nếu if mà lớn hơn 5 thì đạt và nhỏ hơn 5 thì không đạt. Ở đây chúng ta sẽ có một cách khác là chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là if else. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu câu lệnh là if else này như thế nào. Cú pháp câu lệnh if else này như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ có câu lệnh là if biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện này đúng thì nó sẽ thực hiện công việc 1. Nếu biểu thức điều kiện này là sai thì nó sẽ thực hiện công việc 2. Thì chúng ta sẽ viết tương tự như là cái bài trước đó, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng là if else. Chúng ta sẽ new ra một class, đây là kiểm tra điểm sinh viên. Và ở đây chúng ta sẽ viết chương trình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo phương tiện. Ở đây chúng ta sẽ là check điểm sinh viên. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh if else các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có là xuyệt n. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo cho nó một cái biến điểm mà chúng ta sẽ cho nó bằng 7. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh if else. If biểu thức điều kiện. Ở đây thì chúng ta sẽ có là điểm này mà lớn hơn bằng 5 thì chúng ta sẽ in ra đạt. Và chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh if else. Ngược lại thì chúng ta sẽ viết câu lệnh là không đạt. Sau đó chúng ta sẽ chạy chương trình. Ở đây thì các bạn thấy chương trình chúng ta in ra là đạt, có nghĩa là 7 điểm lớn hơn 0 thì nó lớn hơn 5 thì in ra là đạt. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ cho là 4 điểm. Và nó in ra là không đạt. Thì ở đây nó sẽ tương tự như là hai câu lệnh if. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hai câu lệnh if, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là câu lệnh là if else, trường hợp là ngược lại. Nếu đúng thì nó thực hiện công việc 1. Nếu điều kiện này là sai thì nó sẽ thực hiện công việc 2. Ở đây các bạn thấy điểm bằng 4. Điểm bằng 4, 4 lớn hơn bằng 5, sai. Sai thì nó sẽ thực hiện công việc 2. Và sau đó thì chúng ta sẽ viết chương trình nhập từ bàn phím. Ở đây thì chúng ta sẽ in ra câu lệnh thông báo nhập điểm và chúng ta sẽ sử dụng lệnh là scan f phần trăm f phải và điểm. Sau đó chúng ta sẽ chạy chương trình nhập điểm, ví dụ là điểm bằng 8 thì chúng ta yên tâm là đạt. Và chúng ta sẽ lặp lại, ví dụ như điểm bằng 3 thì nó sẽ in ra là không đạt. Đây là chương trình nhập vào điểm sinh viên, in ra kết quả đạt hay không đạt. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là if else.